Nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục có nắng nóng và ngày mai gay gắt nhất là khu vực Trung Bộ. Dự báo ngày mai khu vực từ Nghệ An cho đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phổ biến ở mức từ 35 đến 38 độ C. Một vài nơi ở khu vực từ Quảng Trị, Quảng Ngãi thì là trên 39 độ C. Khu vực Tây Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ mức 35 đến 37 độ, có nơi là hơn 37 độ C. Cảnh báo nắng nóng ở các khu vực có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới, từ ngày 25 tháng 4 có khả năng gia tăng về cường độ. Thời tiết khô hanh kéo dài nhiều tháng nay khiến cho nguy cơ cháy nổ tăng cao. Tại Cà Mau, liên tiếp các vụ cháy đã xảy ra khiến người dân vô cùng lo lắng. Đa phần ngọn lửa xuất phát từ các bụi lau sậy mọc hoang trong các khu dân cư. Nếu không kịp thời dập lửa thì sẽ ảnh hưởng đến nhà cửa, tài sản của người dân. Hiện trường vụ cháy ở phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Lực lượng cứu hỏa đã có mặt để dập tắt đám cháy kịp thời, không để lan đến nhà dân. Từ đầu tháng 3 đến nay, ở thành phố Cà Mau đã có hơn 35 đám cháy xuất phát từ các bụi sậy khô. Cháy ở đẳng, cháy sát góc nhà con tôi rồi. Ngày hôm qua tôi muốn khóc rồi. Đa phần các khu dân cư ở Cà Mau đều thưa vắng người ở. Nhiều năm không phát quang nên cỏ sậy mọc um tùm. Nắng nóng kéo dài khiến thân sậy khô rất dễ bắt lửa. Chỉ cần người dân đi lấy ong, đốt rác hoặc dứt tàn thuốc, đám cháy sẽ bùng lên đe dọa nhà của người dân. Thì có chuyện gì là dân cứ báo ở địa phương không, thành cho tôi điện lên trên xuống hỗ trợ. Khi cháy quá thì đằng này cũng làm đâu có kịp đâu. Bức xúc quá tôi mới kêu vận động dân đi mướn đại đi, cho phát hết ở trong quanh nhà của mình. Mình cứ bảo vệ trước. Tuyên truyền vận động người dân nâng cao hơn nữa ý thức về phòng cháy chữa cháy. Tuyệt đối không được đốt cỏ rác, đốt sậy để dẫn đến cháy lan. Đồng thời thì cũng chỉ đạo công an phường xã chuẩn bị sẵn sàng các nghi trang thiết bị phương tiện và lực lượng để sẵn sàng khi có sự cố cháy xảy ra. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng khuyến cáo người dân không đốt cỏ rác sậy trong điều kiện khô hanh như hiện nay. Nếu quanh nhà có cỏ khô, đám sậy, cần phát quang tạo khoảng cách an toàn. Khi có sự cố, cần báo cho các lực lượng phòng cháy chữa cháy để hạn chế thấp nhất thiệt hại, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Vào chiều nay, trên địa bàn xã Ea Cơ Tua, huyện Chư Quyền, tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra vụ 3 học sinh đuối nước thương tâm khi đang trên đường đi học về. 3 nạn nhân tử vong là học sinh lớp 3 và lớp 4 tại trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh, xã Ea Cơ Tua. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày hôm nay, một nhóm 5 học sinh tan học đi học về nhà. Khi đi ngang qua hồ Việt Đức 4, xã Ea Cơ Tua, có 3 học sinh rủ nhau xuống hồ tắm. Trong lúc vui đùa, không may cả 3 em đều trượt chân xuống vũng nước sâu và đuối nước. Một lúc sau, có một em nhỏ đi qua khu vực trên và phát hiện vụ việc nên đã hô hoán nhiều người lớn đến ứng cứu. Ngay sau đó, nhiều người dân đã lao xuống hồ tập trung cứu 3 học sinh và đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, các bác sĩ xác định cả 3 em đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Sau khi nắm thông tin vụ việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Ea Cơ Tua đã đến thăm hỏi động viên, chia buồn cùng gia đình các nạn nhân. Khi đang di chuyển trên biển, một tàu cá của ngư dân xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa bị dòng lốc đánh chìm, khiến 8 ngư dân trôi dạt trên biển. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1 giờ hôm qua tại khu vực biển phía đông bắc tỉnh Quảng Ninh. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Xương cho biết, thời điểm trên tàu cá TH90088TS công suất 300 CV của ngư dân Hoàng Văn Sang đang di chuyển ở khu vực biển phía đông bắc tỉnh Quảng Ninh thì gặp phải dòng lốc. Trên tàu lúc này ngoài ông Sang còn có 7 thuyền viên khác, tất cả các thuyền viên đều ngụ tại xã Quảng Nham. Hậu quả, chiếc tàu bị dòng lốc nhấn chìm, 8 ngư dân trên tàu phải bám vào phao cứu sinh và trôi dạt trên biển. Tính đến 8 giờ sáng nay, có 4 ngư dân may mắn được một tàu cá khác cứu sống, 4 ngư dân còn lại vẫn đang mất tích. Ngày hôm nay và các ngày tiếp theo, dự báo Nam Bộ vẫn xảy ra nắng nóng gay gắt trên diện rộng, với nền nhiệt cao từ 35 cho tới 38 độ C, độ ẩm trung bình từ 30 cho tới 50%. Thời gian nắng nóng nhất là từ 11 giờ 30 cho tới 16 giờ. Các tỉnh có mức nhiệt cao nhất là Tây Ninh, Đồng Nai và Bình Phước. Còn các tỉnh miền Tây Nam Bộ như là Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang thì nhiệt có giảm hơn một chút nhưng mà vẫn rất là oi bức. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp 1. Ngành chức năng dự báo là nguy cơ hỏa hoạn tại khu dân cư và cháy rừng là rất cao. Các địa phương và người dân cần hết sức cảnh giác. Bên cạnh đó thì cần có những biện pháp bảo vệ sức khỏe mùa nắng nóng
nhất là người già và trẻ nhỏ. Bên cạnh những nguy cơ từ nắng hạn thì một hệ lụy khác đang làm nhiều gia đình hoa mắt và chóng mặt là hóa đơn tiền điện tăng vọt. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng mà nhiều người vẫn không khỏi bất ngờ khi nhận được thông báo tiền điện. Thời tiết oi bức, công nhân dễ mất sức, ảnh hưởng đến chất lượng, năng suất lao động. Để công việc hoạt động thuận lợi, khoảng 2 tháng nay, anh Diễn phải tăng cường thêm nhiều quạt công suất lớn. Do cái thời tiết nó nóng quá thì mình phải sử dụng thêm điều hòa nè, quạt nè. Ví dụ như bình thường điều hòa thì ví dụ như khoảng 10 giờ mới bật đi. Thì bây giờ nó nóng quá thì mình phải bật sớm hơn, ví dụ 6-7 giờ là mình bật rồi. Bật thì cái nhiệt độ nó cũng thấp hơn so với mỗi lần nữa. Ví dụ mỗi lần mình bật khoảng 25-26 thì giờ mình bật 17-18 độ thôi. Quạt thì mình phải xài tăng cường thêm cho anh em. Theo Tổng Công ty Điện lực miền Nam, 3 tháng đầu năm, nhu cầu sử dụng điện khu vực phía Nam tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, điện cho tiêu dùng, dân cư tăng hơn 20%. Lượng điện sử dụng tăng, chi phí phải trả cũng tăng kèm. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng ông Lương vẫn không khỏi bất ngờ khi thấy tiền điện tăng khá cao. Sao nó tăng cả 100.000 so với tháng trước? Nhưng mà trong nhà tôi không có thêm thiết bị gì hơn. Tôi nghĩ rằng tiền điện tháng này tăng lý do là ngoài trời oi bức, dùng máy công suất hết tối đa. Mới đây, Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã triển khai ứng dụng chăm sóc khách hàng trên điện thoại. Với ứng dụng này, khách hàng có thể tra cứu theo dõi lượng điện tiêu thụ và số tiền điện hàng ngày để chủ động trong sử dụng. Ngoài ra, ứng dụng cũng cung cấp nhiều tiện ích trong quá trình người dân sử dụng điện. Trong cái app chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Nam thì nó có nhiều chức năng. Trong đó thì ví dụ như là tra cứu cái lịch ngừng giảm cung cấp điện. Ngoài ra thì khách hàng cũng có thể là đăng ký các cái nhu cầu, trong đó có nhu cầu gắn mới, di dời thiết bị hoặc là báo là mất điện, vân vân các thứ. Thì khi đó thì trung tâm chăm sóc khách hàng sẽ nhận được cái thông tin và có phản hồi lại cho khách hàng để giải quyết. Dự kiến nắng nóng sẽ duy trì đến cuối tháng 5. Người dân cần thường xuyên theo dõi lượng điện tiêu thụ, có kế hoạch chủ động để sử dụng điện hiệu quả trong mùa nắng nóng. Ngoài việc theo dõi sản lượng điện tiêu thụ trên ứng dụng chăm sóc khách hàng thì chúng ta cũng có thể tiết kiệm điện bằng cách rà soát lại cách sử dụng các thiết bị làm mát như là quạt điện hay là máy lạnh. Sau đây là một số mẹo mà bà con có thể áp dụng để giảm bớt phần nào tiền điện sử dụng. Mình chỉnh từ 26 độ trở lên, đồng thời mình cũng sử dụng các phần quạt. Mình sẽ chọn cái nhãn năng lượng phải từ 4 đến 5 sao. Tiết kiệm nữa thì mình cần phải vệ sinh máy lạnh là định kỳ 1 năm 1 lần. Và lưới lọc là 3 tháng 1 lần. Phải lắp nóng một lạnh đúng hướng. Nó sẽ làm giảm từ 5 đến 7% cái điện năng tiêu thụ hàng tháng của gia đình. Vậy khi mà mình sử dụng quạt thì nếu mà mình có một người sử dụng thì mình nên bật ở chế độ thấp nhất. Rồi khi có từ 2 đến 3 người trở lên thì mình sẽ tăng chế độ quạt lên. Thì chúng ta cũng phải định kỳ là mình vệ sinh cánh quạt. Đối với những cái thiết bị điện khi chúng ta không sử dụng thì chúng ta nên rút vít cắm ra. Mùa hạn hán và xâm nhập mặn năm nay đang có nhiều tác động tiêu cực đến đời sống của người dân. Ngoài những lo lắng về giá điện tăng thì một nhu cầu thiết yếu của bà con dùng hạn ngay lúc này chính là nguồn nước sạch sinh hoạt. Vào những ngày này thì bà con ở Rọ Ghe thuộc xã Đông Hưng A, huyện An Minh của tỉnh An Giang, Kiên Giang phải đi mua từng thùng nước sạch để phục vụ nhu cầu hàng ngày. Nguyên nhân là nguồn nước dưới kênh thì đã bị nhiễm mặn, còn nguồn nước máy thì không đủ để cung cấp cho người dân. Vì thiếu nước sinh hoạt, cứ 2 ngày một lần, anh Danh Sáu ở xã Đông Hưng A phải dùng giỏ lãi đi mua gần 200 lít nước sạch với giá 50.000 đồng. Cách nhà 1 km. Anh cho biết trước đây nguồn nước sinh hoạt của gia đình dựa vào nước ao đìa. Tuy nhiên năm nay nắng hạn kéo dài, mặn xâm nhập, anh chỉ còn 2 lu xi măng nước mưa để dành uống. Còn nước trong ao đìa dưới kênh độ mặn lên đến 40 phần ngàn, không thể sử dụng được. Giặt đồ này, giặt nước đìa, bây giờ nước đìa mặn hết trơn rồi thì không có giặt được nữa, thành đi đổi nước về giặt với nấu cơm này nọ. Còn gia đình chị Phạm Thị Mỹ Khanh cũng không tiếp cận được với nguồn nước máy từ trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường Kiên Giang. Gia đình có 5 người, để có nước sạch sinh hoạt, 2 ngày một lần, chồng chị phải đi chia nước lại của người thân.
Một ngày là tới 6 cái canh, chở như một chuyến là 2 canh đi 3 quận vậy đó. Nên là dưới mà chị dâu có đầu kinh dưới đó, có được ống nước nên xài nhờ của chị đó, rồi đóng tiền chung hàng tháng. Còn mấy người ở trong kia thì có người quen thì chở, còn không có thì cũng xài nước nhờ người ta đổi lưu vậy đó, rồi chở về. Xã Đông Hưng A, huyện An Minh có hơn 2.000 hộ dân. Năm 2020, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Kiên Giang đã đầu tư xây dựng kéo nước sạch về địa phương. Tuy nhiên, chỉ kéo về những tuyến kênh rạch chính, còn lại hơn 700 hộ nằm rải rác trên địa bàn 8 ấp trong xã, chưa có nước sạch sử dụng. Thì đối với Ủy ban nhân xã cũng có chỉ đạo cho ban lãnh đạo ấp rà soát lại các cái hộ mà hiện nay thì chưa có đồng hồ nước với thiếu nước sạch, thì sẽ đề xuất với ở trên sẽ có biện pháp để hỗ trợ cho người dân. Các cái hộ chúng ta cũng nên vận dụng các cái vật dụng đến cái trụ sở ấp để chúng ta lấy nước về xài. Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Kiên Giang, từ nay đến giữa tháng 5 vẫn là cao điểm của nắng nóng. Trong thời gian chờ mưa, chính quyền địa phương đề nghị bà con hãy đến trụ sở ấp để lấy nước sạch về sử dụng hoàn toàn miễn phí. Có thể thấy chưa lúc nào bà con miền Tây cần mưa như lúc này. Theo dự báo thì chiều tối nay tại một vài nơi tại đồng bằng sông Cửu Long sẽ có mưa dông trái mùa. Dùng mưa tập trung ở các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang và phía Bắc miền Đông. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong những cơn mưa dông trong giai đoạn nắng nóng thì thường sẽ kèm theo gió giật mạnh, lốc sét nguy hiểm. Người dân cần chú ý phòng tránh. Cơ quan này cũng thông tin nhiều khả năng mùa mưa sẽ bắt đầu trên toàn Nam Bộ vào khoảng từ ngày 17 đến ngày 22 tháng 5 tới. Và theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường thì đến 18 giờ chiều nay, các tỉnh Cà Mau và Kiên Giang vẫn chưa có mưa.